thưa toàn thể quý vị thân mến, nhà gái hân hoan mừng sầy thảo, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền, keo sơn gắn bó lâu dài của hai bên gia đình để vun đắp hạnh phúc cho đoàn trẻ của ta. Với tay dành một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng đi ạ. Thưa các vị khách quý cùng toàn thể người thân của hai bên gia đình trong buổi lễ ngày nay, xin tự giới thiệu, tôi là bác của chú rể. Hôm nay tôi cũng rất vinh dự được làm đại diện cho họ nhà trai có đôi lời bày tỏ ý kiến với gia đình họ nhà gái. Trong buổi lễ ngày vui của hai cháu ngày hôm nay thì được sự ủy quyền của gia đình họ nhà trai và những sự tin tưởng của ông bà Sơn Hiền thì lần đầu tiên cho tôi xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để giữ buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, đoàn nhà trai chúng tôi thì có các cụ, các ông, các bà cùng các bác và một số đồng nghiệp của mẹ cháu Dương và một số bạn bè của anh em của cháu Dương. Kính thưa quý vị, đối với hai cháu Tân và cháu Dương thì qua quá trình công tác thì hai cháu cũng đã quen biết nhau và hai cháu cũng đã phát sinh tình cảm đặc biệt với nhau. Trải qua một thời gian dài hai cháu tìm hiểu nhau thì hai cháu cảm thấy là tâm đầu ý hợp và muốn xây dựng hai gia đình hạnh phúc trăm năm, thì hai cháu đã báo cáo bố mẹ của gia đình hai bên và được sự nhất trí của bố mẹ gia đình hai bên và cũng nhất trí là tác thành cho hai cháu. Đối với hai cháu Tân và cháu Dương thì hai cháu cũng đã đi đăng ký kết hôn và được chính quyền của địa phương công nhận, và hai cháu cũng đã tổ chức lễ cưới theo đúng nghi thức của Công giáo tại nhà thờ. Năm 2022 thì gia đình nhà trai chúng tôi cũng đã vào đặt lễ ân hỏi và lễ xin cưới, nhưng do điều kiện gia đình chưa tổ chức lễ cưới ngay được cho hai cháu thì hôm nay nhà gái đã tổ chức buổi lễ tiệc ra mắt anh em họ hàng bạn bè để chúc phúc cho hai cháu. Cháu Dương và cháu Tân thì còn rất trẻ, thì gia đình nhà trai chúng tôi cũng là sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để hai cháu có cuộc sống tốt nhất. Và cũng tôi hy vọng là hai cháu là sẽ sống yêu thương nhau trọn đời, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và sống có trách nhiệm với gia đình hai bên. Và cũng qua đây thì cũng có trong cuộc sống thì nó cũng không thể tránh được những cái thiếu sót, thì cũng kính mong nhờ cậy các cụ không phải thì chỉ bảo cho cháu để các cháu hoàn thiện hơn. Và cũng bác là xin chúc hai cháu là trăm năm hạnh phúc, chúc cho tình thông gia giữa hai nhà ngày càng gắn bó và bền lâu. Và lời cuối cùng cho tôi xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình nhà gái đã đón tiếp họ nhà trai chúng tôi rất chu đáo và nhiệt tình đối với họ nhà trai chúng tôi. Và tôi cũng xin chúc cho buổi lễ ngày hôm nay thật nhiều niềm vui và kỷ niệm, chúc cho lễ cưới của các cháu sắp tới là trọn vẹn và thành công. Và đặc biệt là chúng tôi xin gửi tới tất cả các quý vị lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cũng trưởng đoàn, đoàn đại biểu họ nhà gái sẽ có lời phát biểu đáp từ, xin được trân trọng kính mời ông. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa trưởng đoàn họ nhà trai, kính thưa tân quý khách của hai bên gia đình, thì tôi xin được giới thiệu, tôi là bác của cháu dâu và được sự ủy quyền của ông bà, ông phu sĩ cũng như họ nhà gái, tôi được đại diện cho họ nhà gái được phát biểu đôi lời như sau ạ. Để đón tiếp đoàn nhà trai hôm nay, chúng tôi có đầy đủ các cô dì, chú, bác và tất cả những cao niên của trong gia đình họ nhà gái chúng tôi để có mặt tại hội trường đây để đón tiếp họ nhà trai và các khách quý của hai bên gia đình ạ. Và xin các vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ cuộc vui cho hai cháu ạ. Vâng, thưa hai bên gia đình, cháu Dương và cháu Tân cũng đã yêu thương nhau. Và năm 2022, hai gia đình cũng đã tổ chức đầy đủ các hôn lễ cho các cháu. Ví dụ như là pháp nói về xã hội, là cũng đã đăng ký kết hôn cho hai cháu. Và về giáo hội cũng đã làm đầy đủ các phép bí tích cho hai cháu được lên vợ, lên chồng. Nhưng vì điều kiện riêng tư của hai gia đình nên chưa tổ chức công việc hạnh phúc trăm năm cho hai cháu được. Đến ngày hôm nay là hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ vu quy và ra mắt họ hàng hai bên cho hai cháu. Và báo cáo với hai họ là hai cháu hiện nay cũng đã tình yêu đã được đơm hoa và kết trái. Chính vì lẽ đó hôm nay hai gia đình là tổ chức lễ vu quy để ra mắt họ hàng hai bên.
Thì tôi cũng thay mặt cho hội gái và chúc cho hai cháu trăm năm tình hạnh phúc, bạc đầu nghĩa phu thê. Thì chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc ạ. Thì trước khi ngừng lời thì tôi cũng xin phép thay mặt hội nhà gái và cũng chúc cho hội nhà trai cùng các vị quý khách, cùng toàn thể quý khách đã có mặt tại hội trường hôm nay dự vui cùng với gia đình ông bà phu sĩ. Sau chương trình lễ phu quy này thì mời tất cả hội nhà trai cùng toàn thể các tân quý khách ở lại cùng gia đình dùng bữa cơm trưa cho mừng hạnh phúc cho hai cháu ạ. Tôi xin hết ạ, xin cảm ơn ạ.